ngựa xích thố của Quan Vũ ngày đi ngàn dặm không mệt. Đây là câu nói thường gặp phải ở các bộ phim lịch sử Trung Quốc. Một dặm bằng bao nhiêu km bằng bao nhiêu mét. Đặc biệt hơn nữa là dặm theo quy ước của Trung Quốc lại khác so với thế giới. Cùng mình tìm hiểu bạn nhé! Dặm giống km cũng là một đơn vị dùng để đo khoảng cách. Trên thế giới ký hiệu dặm là mai, xuất hiện từ thời kỳ La Mã. Có thể bạn nghĩ đơn vị dặm chỉ được sử dụng thời xưa nhưng hiện nay vẫn có rất nhiều nước sử dụng như Trung Quốc, Mỹ và các nước châu Âu. Một dặm bằng bao nhiêu km? Về cơ bản, khi quy đổi từ dặm sang km có sự khác biệt giữa Trung Quốc và các quốc gia còn lại. Theo hệ thống đo lường của Trung Quốc, một dặm chỉ bằng 0,5 km, tức là 500 m. Trong khi đó, các quốc gia khác như Mỹ, Anh đều sử dụng hệ thống đo lường của thế giới, quy định một dặm bằng xấp xỉ 1,6 km hay 1.600 m. Hà Nội, Hồ Chí Minh là hai trung tâm kinh tế lớn của Việt Nam. Vậy thử tính xem khoảng cách từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh là bao nhiêu dặm? Theo Google Maps, đi theo quốc lộ 1A từ Hà Nội đến Hồ Chí Minh là 1.723 km. Dựa vào kiến thức bên trên, quy đổi ra dặm Trung Quốc sẽ được 3.446 dặm Trung Quốc. Nếu tính một dặm bằng 1,6 km như các nước Anh, Mỹ, thì khoảng cách Hà Nội, Hồ Chí Minh sẽ là 1.076,875 dặm. Bảo sao ngựa xích thố của Trung Quốc đi được ngàn dặm. Cảm ơn các bạn đã đón xem, nhớ like và đăng ký ủng hộ mình nhé. Bình luận cảm nhận của bạn bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại.